Chủ đề tiếp theo đó là tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử. Phần trình bày của tôi gồm có hai phần. Thứ nhất là đại cương về thuốc lá điện tử và phần thứ hai là các cái tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử gây ra. Nói về lịch sử ra đời của thuốc lá điện tử thì thuốc lá điện tử là được ra đời vào năm 2003 do sự phát minh của một dược sĩ người Trung Quốc với mục đích ban đầu là tìm ra một cái hình thức hút thuốc ít độc hại hơn. Từ năm 2007 thì thuốc lá điện tử bắt đầu được giới thiệu vào thị trường Mỹ và cho đến nay thì cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng, đặc biệt ở trong giới trẻ thanh thiếu niên. Có rất nhiều các cái tên gọi của thuốc lá điện tử với giới trẻ thì cái tên thường gọi là vape và hút thuốc lá điện tử còn gọi là vaping. Nhưng thuốc lá điện tử có thể tồn tại với rất nhiều các cái tên như là e-cigarette, e-hookah hoặc là hệ thống cung cấp nicotine điện tử. Và các cái nhãn hiệu thuốc lá điện tử thì ngày càng phát triển, tính từ năm 2014 thôi thì có trên 450 nhãn hiệu thuốc lá điện tử đã được ra đời với 8.000 hương vị khác nhau trên thị trường và người ta tính rằng trung bình mỗi năm có khoảng 250 hương vị mới mỗi xin lỗi, trung bình mỗi tháng là có khoảng 250 hương vị mới xuất hiện trên thị trường. Các bằng chứng khoa học thì cũng đã cho thấy rằng là dạng khí dung của thuốc lá điện tử thì đều chứa các cái chất độc hại, mặc dù là có thể ở hàm lượng thấp hơn nhưng mà giống như bài trình bày trước chúng ta đã thấy là không có nghĩa là sẽ giảm độc hại hơn đối với sức khỏe. Và từ tháng 6 năm 2019 thì đã bắt đầu có cái sự bùng phát của các cái ca bệnh về tổn thương phổi cấp liên quan đến thuốc lá điện tử được báo cáo cho CDC Hoa Kỳ. Về cấu tạo của thuốc lá điện tử thì gồm có các cái phần, thứ nhất là gồm có hệ thống pin, thứ hai là nút để có thể bật tắt, hệ thống gia nhiệt và các cái vị trí để có thể gắn được cái dung dịch thuốc lá điện tử và ống để ngậm. Thế thì khi mà cái người hút thuốc lá điện tử người ta rít cái vào ngậm cái đầu ngậm và rít thì nó sẽ làm kích thích cái bộ phận gia nhiệt và làm nóng bốc hơi cái dung dịch điện tử và tạo ra một cái dạng người ta gọi là dạng khí dung để cho cái người hút thuốc lá điện tử có thể hít vào. Và hầu hết các cái thiết bị cung cấp nicotine điện tử này thì đều có chứa nicotine là chất gây nghiện như chúng ta đã biết trong bài trình bày trước. Và một số các loại thuốc lá điện tử thì có chứa các cái chất như là tetrahydrocannabinol là một cái chất mà có ở trong cần sa gây nghiện hoặc là cannabinol. Ngoài ra thì có nhiều chất phụ gia khác đã được thêm vào trong thuốc lá điện tử, trong đó có một cái chất được đề cập đến nữa đó là các diacetin hoặc là vitamin E acetat. Đây là các cái thành phần ở trong dung dịch thuốc lá điện tử mà chúng ta có thể thấy gồm có chất nicotine hoặc một số sản phẩm thuốc lá điện tử thì có chứa chất THC hoặc là cannabidiol. Và đồng thời là trong các cái dung dịch thuốc lá điện tử thì có glycerin, có propylene glycol để giúp tạo ra cái dạng khói khí dung. Đồng thời rất nhiều các cái hương liệu, người ta ước tính có khoảng gần 16.000 các loại hương liệu khác nhau. Và chúng ta đã biết rằng đã có những cái bằng chứng để cho thấy rằng là trong thuốc lá điện tử thì có chứa rất nhiều các cái chất gây hại đối với sức khỏe. Các cái thiết bị thuốc lá điện tử hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái hình dạng, kiểu dáng thiết bị khác nhau rất là thời thượng và đó là một cái vấn đề nguy hiểm vì sẽ thu hút rất nhiều những người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Chúng ta có thể thấy với các hình thái rất đa dạng và rất nhiều các loại dung dịch với hương liệu khác nhau. Các cái loại thuốc lá điện tử hiện nay thì chia làm hai loại nhóm, đó là các cái hệ thống thuốc lá điện tử đóng, tức là chỉ sử dụng một lần sau đó thì thay thiết bị khác, và các loại thiết bị mở là có thể người sử dụng có thể mở được ở vị trí mà cái dung dịch điện tử, và đồng thời là đó là một vấn đề nữa rất là nguy hiểm là có thể người sử dụng thậm chí là có thể tự thêm các cái chất hoặc là hương liệu khác nhau, trong đó có thể có các cái chất gây nghiện và có thể với cái sự pha trộn như thế nó sẽ làm tăng thêm cái tính độc hại mà chúng ta không biết. Và chúng ta đã biết rằng có các cái bằng chứng cho thấy rằng trong thuốc lá điện tử có rất nhiều các cái hóa chất gây hại đối với sức khỏe, gồm cả các cái chất phân tử siêu mịn kích ứng đường hô hấp, rồi các cái chất gây ung thư, các loại kim loại nặng vân vân, và chất nicotine hoặc là THC là những cái chất gây nghiện ở trong thuốc lá điện tử. Với cái tổn thương phổi cấp đã được báo cáo gần đây mà người ta gọi là một cái đợt bùng phát của thuốc lá điện tử thì 24 tháng 8 năm 2019 là trường hợp tử vong đầu tiên mà liên quan đến tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử đã được báo cáo, và từ đó thì khởi phát cái cuộc điều tra ở Mỹ về các cái ảnh hưởng của thuốc lá điện tử liên quan đến cái tổn thương phổi cấp này. Cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì đã có 2.172 trường hợp được báo cáo trên toàn lãnh thổ của Mỹ, và trong đó có 42 ca tử vong được báo cáo từ 24 tiểu bang.
Về đặc điểm của các cái ca bệnh mà đã được báo cáo thì người ta thấy rằng là trong số 2016 ca có dữ liệu về tình trạng nhập viện thì có hơn 1.900 là phải nhập viện, 110 trường hợp là không phải nhập viện. Và các cái đặc điểm ở giữa nhóm nhập viện hay không nhập viện thì đều tương tự, đó là chủ yếu là nam giới chiếm 70%, 80% là đối tượng trẻ tức là dưới 35 tuổi, và trên 80% các cái sản phẩm đó thì được báo cáo, các đối tượng đó báo cáo là sử dụng các sản phẩm mà có chứa THC. Và một cái phát hiện ở trong các cái phòng xét nghiệm của CDC thì người ta đã tìm ra có một chất mà có nhiều khả năng liên quan đến các cái tổn thương phổi cấp trong thuốc lá điện tử, đó là vitamin E acetat, thì được phát hiện ở trong mẫu bệnh phẩm của 29 bệnh nhân từ dịch rửa phế quản phế nang. Và vitamin E acetat thì được sử dụng làm chất pha loãng hoặc là làm đặc trong một số sản phẩm thuốc lá điện tử, đặc biệt là các cái sản phẩm thuốc lá điện tử mà có chứa THC. Và vitamin E thì chúng ta biết bình thường là một cái sản phẩm được coi là an toàn khi mà chúng ta sử dụng đường uống để bổ sung hoặc là bôi tại chỗ. Tuy nhiên khi hít vào trong đường thở thì chất này có thể cản trở cái chức năng của phổi. Cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, tức là báo cáo cập nhật gần đây nhất của CDC, thì đã có tổng cộng hơn 2.800 ca tổn thương phổi có liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử phải nhập viện hoặc tử vong được báo cáo từ trên toàn lãnh thổ của nước Mỹ. Trong số đó thì có khoảng gần 2.700 bệnh nhân nhập viện hoặc tử vong, với cái đặc điểm là 66% là nam giới, tuổi trung bình là 24. Chúng ta thấy là cái độ tuổi rất là trẻ. Và trong số hơn 2.000 bệnh nhân nhập viện có dữ liệu về việc sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá điện tử thì người ta báo cáo là có 82% bệnh nhân đối tượng là sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất THC. Trong đó thì 33% báo cáo chỉ sử dụng riêng các cái sản phẩm mà có chứa THC thôi. 57% báo cáo là sử dụng sản phẩm có chứa cả nicotine. Trong đó thì 14% là báo cáo là chỉ sử dụng các sản phẩm chứa nicotine. Như vậy chúng ta thấy nổi lên một vấn đề, đó là phần lớn những cái đối tượng sử dụng thuốc lá điện tử và có tổn thương phổi cấp là những đối tượng mà sử dụng các sản phẩm có chứa THC. Tuy nhiên thì cũng có những đối tượng mà chỉ sử dụng đơn thuần là sản phẩm có chứa nicotine thôi, nhưng mà cũng xuất hiện những cái tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử. Và 50% những cái bệnh nhân mà bị biến chứng tức là tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử thì có chứa THC thì báo cáo nguồn gốc của sản phẩm phần lớn thì là được mua từ cái nguồn mà không chính thức. Có thể là từ bạn bè, từ qua mạng internet vân vân. Ở Việt Nam của chúng ta thì thuốc lá điện tử mới nổi lên trong những năm gần đây và phần lớn các sản phẩm là được mua từ những nguồn không chính thức. 54% bệnh nhân có tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử sử dụng các cái sản phẩm chứa nicotine, thì khi cung cấp về nguồn gốc của các sản phẩm thì có đến khoảng 30% là mua từ các cái nguồn mà không chính thức. Và trong số 68 ca tử vong thì tuổi trung bình của các đối tượng này là khoảng 49. Như vậy chúng ta thấy ở cái nhóm bệnh nhân tử vong thì có vẻ như là độ tuổi lớn hơn so với lại độ tuổi. Và gần đây thì cũng thêm các cái bằng chứng cho thấy vai trò của vitamin E acetat với liên quan đến cái tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử. Người ta phân tích mẫu bệnh phẩm từ 51 bệnh nhân mắc tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử từ 16 bang, và có nhóm chứng là 99 trường hợp không mắc EVALI. Về phân tích về thành phần của vitamin E acetat, một số các cái sản phẩm như là các cái chất phụ gia, dầu thực vật, dầu triglycerid chuỗi trung bình, dầu dừa, vân vân, thì người ta thấy rằng là vitamin E acetat được tìm thấy trong dịch rửa phế quản phế nang của phần lớn các bệnh nhân, 48 trên 51 bệnh nhân, và không thấy trong dịch rửa phế quản của những người khỏe mạnh nhóm chứng. Ngoài ra thì không có chất độc nào khác được tìm thấy trong dịch rửa phế quản phế nang của cả hai nhóm, ngoại trừ dầu dừa và linmoen là tinh dầu vỏ cam. Về cơ chế gây ra các cái tác ảnh hưởng của vitamin E acetat trên đường thở thì hiện tại cơ chế vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên người ta cho rằng là có thể là do vitamin E acetat nó làm mất cái chức năng của lớp sunfat tăng ở trong phế nang. Và các cái thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rằng là dạng khí dung của thuốc lá điện tử gây ra cái tổn thương ở trong đường dẫn khí với tình trạng làm tăng tính phản ứng viêm và tăng tính phản ứng của đường thở ở mức phế quản, thì làm giảm cái khả năng mà thanh thải của lớp biểu mô có chứa lông chuyển, tăng các cái cytokine và các cái chất oxy hóa và làm tăng cái nhạy cảm với nhiễm trùng. Đồng thời ở mức phế nang thì sẽ gây ra tổn thương của phế nang. Và trước những cái sự bùng phát của các cái trường hợp bệnh mà tổn thương phổi cấp tính do thuốc lá điện tử thì CDC cũng đã ban hành một cái khuyến cáo tạm, cái hướng dẫn tạm thời cho các cái nhà lâm sàng
về cái việc xử trí, chẩn đoán và xử trí đối với những trường hợp mà nghi ngờ tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử. Đối với tất cả những cái bệnh nhân khi mà đến khám, nhập viện, đến khám vì các cái tình trạng biểu hiện với các cái triệu chứng của đường hô hấp như là ho, khó thở, rồi các cái triệu chứng tiêu hóa như là đau bụng, buồn nôn, nôn và các triệu chứng toàn thân, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, sốt, vân vân, thì sẽ cần phải hỏi xem là bệnh nhân có tiền sử sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá điện tử hay không. Nếu trong trường hợp bệnh nhân trả lời không thì sẽ đánh giá là tìm các cái nguyên nhân theo các định hướng lâm sàng thông thường. Với những cái trường hợp mà bệnh nhân trả lời có sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử thì sẽ cần phải khám lâm sàng kỹ càng, đánh giá về các cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, đồng thời là đánh giá các cái yếu tố mà có thể là nguyên nhân tiềm tàng khác. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có cần phải nhập viện để theo dõi điều trị nội trú hay là ngoại trú. Bệnh nhân sẽ có chỉ định điều trị ngoại trú nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không có tình trạng giảm oxy, bão hòa oxy máu trên, bão hòa oxy máu là SAO2 trên 95%, không có tình trạng suy hô hấp và không có các bệnh đồng mắc mà ảnh hưởng đến khả năng dự trữ của phổi như là các trường hợp bệnh lý phổi nền. Thế rồi, và đánh giá bệnh nhân hoàn toàn có thể tiếp cận được với các cái nguồn mà thăm khám và để có thể xử trí ngay ở với cái điều kiện địa phương, và đồng thời bệnh nhân có thể đến để theo dõi trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này thì sẽ được theo dõi điều trị ngoại trú. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân không có đáp ứng đầy đủ được các tiêu chuẩn này thì bệnh nhân sẽ thuộc nhóm mà sẽ phải theo dõi điều trị nội trú. Trong trường hợp đó thì bệnh nhân sẽ được khám lâm sàng, sẽ được chụp X quang phổi, chụp CT phổi, cân nhắc làm các cái xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân nhiễm trùng, vi khuẩn, nhiễm virus, và đồng thời là cần phải ngừng cái việc sử dụng thuốc lá điện tử lại. Đây là một cái sơ đồ để có thể tiếp cận đối với những cái bệnh nhân mà mắc tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử mà không phải đặt nội khí quản. Với những trường hợp mà với tiền sử có sử dụng thuốc lá điện tử, chúng ta sẽ hướng đến các cái trường hợp mà tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử nếu bệnh nhân có tiền sử sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá điện tử trong thời gian gần đây, trong 90 ngày. Thế và bệnh nhân thì có trên phim CT là có tổn thương thâm nhiễm ở cả hai bên phổi, không phải thuộc đối tượng suy giảm miễn dịch và không có phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ gây tổn thương ngộ độc phổi khác. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ tiếp cận bệnh nhân theo với những cái bệnh nhân mà bằng các cái thăm dò chẩn đoán không xâm lấn như là cấy máu, cấy đờm, các cái bi lăng làm xét nghiệm để loại trừ các tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm cúm, đặc biệt là trong trường hợp mà liên quan đến có ở trong những cái vụ dịch cúm, rồi bi lăng về xét nghiệm HIV để loại trừ những trường hợp tổn thương phổi lan tỏa ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, các cái bi lăng nhiễm trùng khác như là máu lắng, CRP, procalcitonin. Và đồng thời là chúng ta sẽ khởi phát cái việc mà bắt đầu cái việc điều trị. Đầu tiên là chúng ta sẽ điều trị các cái kháng sinh theo kinh nghiệm với trong trường hợp chúng ta chưa thể loại trừ được viêm phổi, hỗ trợ về hô hấp với oxy nếu trong trường hợp cần thiết, và sử dụng corticoid với những trường hợp bệnh nhân có tiến triển tình trạng suy hấp tiến triển nhanh và nặng, có thể sử dụng với liều 1mg trên kg cân nặng mỗi ngày. Và trong trường hợp nếu chúng ta đã có sự tiếp cận như vậy và điều trị mà bệnh nhân không đáp ứng với lại lâm sàng, không đáp ứng với điều trị thì sẽ cần phải làm thêm các thăm dò để tìm nguyên nhân khác, bao gồm có việc cân nhắc cái nội soi phế quản để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm loại trừ các cái nguyên nhân khác. Thế và còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân, giảm liều corticoid và có thể cân nhắc ngừng sử dụng kháng sinh trong trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt. Đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương phổi cấp do hút thuốc lá điện tử mà CDC đưa ra. Trong đó các cái ca mà có thể chẩn đoán xác định nếu bệnh nhân có tiền sử sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong vòng 90 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tổn thương thâm nhiễm ở nhu mô phổi trên phim X quang thẳng hoặc là tổn thương kính mờ trên phim CT, và không có các cái triệu chứng của tổn thương nhiễm trùng, không có các bằng chứng của nhiễm trùng, không có các cái bằng chứng về các cái chẩn đoán thay thế khác, ví dụ như là bệnh nhân có các vấn đề về bệnh lý tim mạch, các cái vấn đề về viêm khớp dạng thấp, hoặc là các cái quá trình tổn thương bệnh lý ác tính mà có thể nghĩ đến là nguyên nhân dẫn đến tổn thương phổi lan tỏa như vậy. Chẩn đoán là trường hợp nhiều khả năng là tổn thương phổi cấp liên quan đến thuốc lá điện tử trong trường hợp bệnh nhân cũng có tiền sử sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong 90 ngày trước đó. Trên X quang hoặc là CT thì có tổn thương phổi lan tỏa hai bên, trong đó thì là có các cái tổn thương trên phim XCT là các cái tổn thương cũng là các cái tổn thương kính mờ. Bệnh nhân có thể là có các cái dấu hiệu nhiễm trùng được tìm thấy trên PCR, trên các cái xét nghiệm về nhiễm trùng. Tuy nhiên thì khi mà điều trị với các nhiễm trùng như thế mà bệnh nhân cũng không cải thiện tốt và không có các bằng chứng về các cái chẩn đoán thay thế khác. Về đặc điểm lâm sàng của các cái bệnh nhân mà mắc bệnh các cái tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử thì người ta thấy rằng là đối với cái nhóm bệnh nhân không nhập viện, 80% bệnh nhân khởi phát bằng các triệu chứng hô hấp như là ho, đau ngực, khó thở. Khoảng 57% bệnh nhân có các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy, và 76% bệnh nhân có kèm theo các triệu chứng toàn thân như là sốt, ớn lạnh và sụt cân.
Đối với lại nhóm bệnh nhân nhập viện thì chúng ta cũng thấy là phần lớn bệnh nhân là nam giới, tuổi trung bình là 21 tuổi, 84% bệnh nhân là có sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa THC. Triệu chứng lâm sàng khởi phát thường bao gồm 97% là có triệu chứng hô hấp, 77% bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa và 100% bệnh nhân là có các triệu chứng toàn thân. Tất cả các bệnh nhân này đều có tổn thương thâm nhiễm ở hai bên phổi và 95% bệnh nhân là phải nhập viện, trong đó 56% bệnh nhân là có tình trạng suy hô hấp cần phải điều trị ở các cái chuyên khoa hồi sức tích cực. Khoảng 1/3 số bệnh nhân suy hô hấp đó thì cần phải đặt nội khí quản và thông khí nhân tạo không xâm nhập. Đồng thời là 84% mà bệnh nhân nhập viện ở trong cái nhóm này là cần phải điều trị với lại corticoid, thời gian nằm viện trung bình khoảng 6 ngày. Các cái xét nghiệm cận lâm sàng ở trên cái nhóm bệnh nhân này được báo cáo này thì 43% được rửa phế quản phế nang, trong đó thì 26 mẫu bệnh phẩm dịch rửa phế quản phế nang người ta thấy các thành phần các tế bào chủ yếu là đặc một số các cái dấu hiệu đặc trưng như là các cái đại thực bào bọt hay là đại thực bào mà có chứa lipid, có thể phát hiện bằng cái xét nghiệm nhuộm ORESO. Và 6 bệnh nhân được sinh thiết xuyên vách phế quản, trong đó có 2 trong 6 bệnh nhân đã được sinh thiết phổi mở thì thấy là tổn thương phần lớn là các cái tổn thương không đặc hiệu, có thể là các tổn thương viêm nhẹ và hoặc là viêm phổi tổ chức hóa, viêm tiểu phế quản với viêm phổi tổ chức hóa và hoặc là các cái tổn thương phế nang cấp tính lan tỏa với xâm nhiễm của các cái đại thực bào bọt và hoặc là các cái tổn thương viêm phổi kẽ với u hạt quanh tiểu phế quản. Về bi lăng nhiễm trùng thì tất cả những trường hợp bệnh nhân này đều âm tính với các cái xét nghiệm bi lăng nhiễm trùng. Để làm rõ thêm về mô bệnh học của những cái nhóm bệnh nhân mà tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử thì trong một cái phân tích 17 trường hợp bệnh nhân được sinh thiết phổi thì người ta cũng thấy rằng là tất cả các bệnh nhân này thì đều có tiền sử sử dụng thuốc lá điện tử mà có chứa THC và biểu hiện thì cấp tính hoặc là bán cấp với các tổn thương thâm nhiễm đám mờ ở hai bên phổi trên X-quang, và tất cả trường hợp thì đều thấy mô bệnh học là hình ảnh tổn thương phổi cấp tính, có thể là viêm phổi sơ hóa cấp tính, tổn thương phế nang lan tỏa hoặc là viêm phổi tổ chức hóa, tức là những cái tổn thương này thì thường là nó không đặc hiệu. Nhưng mà có thể thấy thâm nhiễm nhiều các cái đại thực bào bọt, tức là đại thực bào có chứa lipid hoặc là các cái phế bào mà có chứa không bào ở trong tất cả các cái trường hợp lâm sàng, và đây có thể là một trong những cái bằng chứng gợi ý. Đây là các cái hình ảnh, một số các cái hình ảnh mô bệnh học của bệnh nhân tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử thì người ta thấy rằng là phần lớn là các cái tổn thương ở phế quản trung tâm, tiểu thùy và có cái tình trạng là viêm phổi tổ chức hóa hoặc là thâm nhiễm các cái đại thực bào mà có chứa lipid. Trên hình ảnh tổn thương X-quang phổi thì người ta thấy tại thời điểm nhập viện 83% bệnh nhân có tổn thương trên X-quang phổi và 100% các bệnh nhân là có bất thường trên phim chụp CT phổi khi được chụp, và các cái tổn thương thường là các thâm nhiễm đám mờ hai bên, trong đó chủ yếu là tổn thương kính mờ. Đôi khi thì sẽ thấy các cái dạng tổn thương mà nó bỏ qua cái vùng phổi, nhu mô phổi ngay sát dưới màng phổi. Ngoài ra thì có thể gặp tổn thương như là tràn khí màng phổi, 11 trường hợp là tràn dịch màng phổi trên tổng số 91 ca được chụp CT, 2 ca tràn khí màng phổi và 2 ca có cả tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất. 2 ca thì có cả tràn khí trung thất và tràn dịch màng phổi. Đây là các cái hình ảnh tổn thương phổi ở trên những bệnh nhân tổn thương phổi cấp, mà đây là một trường hợp mà tổn thương khi nhập viện là các cái tổn thương thâm nhiễm phế nang hai bên, tuy nhiên thì ở mức độ mà cũng còn kín đáo, nhưng mà sau 12 giờ thì đã tiến triển rất là nhanh, và trên CT thì là các cái tổn thương kính mờ kết hợp với lại đông đặc lan tỏa toàn bộ hai bên phổi. Chúng ta cũng thể thấy đây là những cái cũng là một cái tổn thương phổi mà với các cái tổn thương kính mờ thâm nhiễm phế nang hai bên hoặc là tổn thương đông đặc lan tỏa. Đây nữa, chúng ta có thể thấy tổn thương kính mờ lan tỏa với cái vùng, đặc biệt là với cái vùng phổi dưới màng phổi là không có tổn thương. Cũng tương tự là các cái trường hợp tổn thương phế nang phổi lan tỏa hai bên trên CT và các cái tổn thương trên mô bệnh học là các cái tổn thương về viêm phổi tổ chức hóa. Và đây là một cái phân tích gộp gần đây nhất tháng năm 2020 báo cáo. Tổng số là 216 trường hợp đến thời điểm 23 tháng 1 2020 thì cũng thấy một cái đặc điểm tổn thương tương tự như là đã mô tả ở trong các cái báo cáo về các cái trường hợp lâm sàng trước. Về vai trò nội soi phế quản thì nội soi phế quản không cần thiết trong tất cả các trường hợp, chỉ 45% bệnh nhân trong báo cáo của 98 trường hợp của Leiden năm 2019 được nội soi phế quản. Vai trò chính của nội soi phế quản để chẩn đoán loại trừ các cái nguyên nhân khác, đặc biệt là nguyên nhân nhiễm trùng. Đối với lại điều trị corticoid thì có thể hữu ích trong điều trị những bệnh nhân tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử, và đối đặc biệt là với những cái trường hợp mà tổn thương phổi tiến triển nặng thì thấy ra có hiệu quả. Đối với nhóm ngoại trú thì cũng không có các cái bằng chứng thuyết phục cho thấy hiệu quả. Liều sử dụng thì không có liều tối ưu, có thể là 0,5 đến 1 mg trên kg cân ngày methylprednisolone.
Để kết luận thì thứ nhất là cơ chế tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử hiện nay vẫn còn chưa rõ ràng. Phần lớn bệnh nhân sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa THC và được mua từ các nguồn không chính thống. Vitamin E acetat thì được thấy là có mối liên quan mạnh mẽ với tổn thương phổi cấp trong thuốc lá điện tử và được tìm thấy trong dịch rửa phế quản phế nang của bệnh nhân. Bằng chứng chưa đủ để loại trừ vai trò của các hóa chất khác, bao gồm các hóa chất trong các sản phẩm thuốc lá điện tử có và không có THC. Về triệu chứng lâm sàng của tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử thì không đặc hiệu, gồm các triệu chứng hô hấp, tiêu hóa toàn thân, hình ảnh X-quang và CT thì thường là các tổn thương thâm nhiễm hai bên, trong đó là trên CT là hình ảnh kính mờ lan tỏa. Mô bệnh học thì thường có hình ảnh của đại thực bào bọt hay đại thực bào có chứa lipid. Ngoài ra các tổn thương viêm phổi sơ hóa cấp tính, viêm phổi tổ chức hóa vân vân thường là không đặc hiệu. Nội soi phế quản chủ yếu để chẩn đoán loại trừ nhiễm trùng và sinh thiết phổi thì không được khuyến cáo. Như vậy chẩn đoán EVALI là chẩn đoán loại trừ, và việc điều trị hiện nay thì chủ yếu là cai thuốc lá điện tử, chăm sóc hỗ trợ, kháng sinh theo kinh nghiệm và sử dụng corticoid trong những trường hợp tổn thương trên lâm sàng tiến triển nặng. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Trên đây thì cũng để cái khuyến cáo của CDC và FDA dựa trên những cái bằng chứng hiện nay về thuốc lá điện tử thì khuyến cáo mọi người là không sử dụng thuốc lá điện tử có chứa THC, đặc biệt là có nguồn gốc không chính thống. Với những người trưởng thành hiện chưa sử dụng thuốc lá điện tử thì không nên bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử. Xin cảm ơn ạ.